Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành Trương Đảng khóa 13 đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14 đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm, Tổng bí thư ban chấp hành trương đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chủ trì họp báo. Vâng, vậy như vậy là Việt Nam chúng ta đã có Tổng bí thư mới, đó là Tổng bí thư Tô Lâm, người mà toàn dân toàn quân chúng ta đang rất mong đợi để kế nhiệm thay bác tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại để diệt những quan tham để đưa đất nước phồn vinh. Chúng ta đều biết, Đại tướng Tô Lâm đã đồng hành cùng với bác Trọng trong nhiều năm và ông có công lao rất lớn trong công cuộc đốt lò phí đại, được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Và cũng rất nhiều ý kiến mong muốn rằng Đại tướng Tô Lâm sẽ lên kế nhiệm thay bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và rất nhiều ý kiến cho rằng việc Chủ tịch nước Tô Lâm kế nhiệm bác là được sự yêu ái của bác Nguyễn Phú Trọng và dư luận rất mong muốn Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm thay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy, Chủ tịch nước Tô Lâm có thực sự là người được bắt trọng yêu ái trước khi bắt trọng mất để tròn làm người kế nhiệm hay không? Vâng, trước thời gian bắt mất, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội đã kiện toàn được các chức danh lãnh đạo, chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của đất nước, đặc biệt là chức danh Chủ tịch nước. Chúng ta quay lại thời điểm là vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là vị đại tướng thứ ba của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, giữ cương vị nguyên thủ quốc gia của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất ngờ hơn, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm cương vị Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông là vị tướng lực lượng vũ trang đầu tiên, đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần, giúp việc cho Trung ương Đảng. Sau khi Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và được miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời Thủ tướng Phạm Minh Chính ra quyết định giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đảm nhiệm công việc Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an. Việc Bộ Chính trị lúc đó chưa thông qua được nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội thông qua. Giữ chức vụ đặc biệt quan trọng không chỉ trong chính phủ mà còn cả trong hệ thống chính trị Việt Nam. Thời gian đó đã khiến giấy lên nghi ngờ uy tín của Đại tướng Tô Lâm bị giảm sút và nhiều trang phản động đánh phá vào nhà nước Việt Nam ta đã đăng tin và đưa những tin đồn rằng khi nhân sự của ông và lực lượng công an nhân dân giới thiệu cho bộ chính trị kế nghiệp ông trên cương vị bộ trưởng bộ công an bí thư đảng ủy công an trung ương chưa được bộ chính trị ban bí thư nhất trí thông qua và những trang như bbc rfa việt tân và nhiều những trang phản động khác sống lưu phong ở nước ngoài đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vừa qua đại tướng tô lâm chỉ huy lực lượng công an tiến hành tấn công tội phạm tham nhũng tiêu cực quá ác liệt khiến chính trường việt nam rung lắc dữ dội tạo ra cơn đại địa chấn chưa từng có trong lịch sử thế nên để hài nhiệt sức nóng khủng khiếp từ cuộc tổng tấn công các thế lực tham nhũng tiêu cực các phái cánh lợi ích nhóm sân sau của chính trường việt nam đã đưa đại tướng tô lâm rời vị trí chủ hy lực lượng công an nhân dân và cố gắng đưa ra một nhân sự từ phối cơ quan dân sự vào chỉ huy lực lượng công an nhân dân đồng thời tách các vị tướng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng các cơ quan điều tra bộ công an ra khỏi mối liên kết với đại tướng tô lâm trong cuộc chiến đốt lò vĩ đại đang được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Vâng, đó là những lời phản động muốn công kích vào các lãnh đạo của Việt Nam chúng ta. Và sự thật diễn ra không hề như vậy. Chính phủ Việt Nam chưa kiện toàn ngay chức danh Bộ trưởng Công an là do các cấp có thẩm quyền cần hoàn thiện quy trình để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao, chứ không hề có một âm mưu nào được âm thầm triển khai nhằm cô lập đại tiến Tô Lâm khỏi cuộc chiến đốt lò như những suy diễn của các thế lực thù địch. Thậm chí, việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an được phân công giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng còn được dư luận cho rằng sẽ giúp cuộc chiến đốt lò trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì ở cương vị này tướng ngọc sẽ có một cái nhìn ba quát thương về hoạt động của trung ương đảng và các cấp ủy địa phương từ đó giúp ông nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cấp ủy cơ quan đảng để kịp thời ngăn chặn tránh những hậu quả đáng tiếc như vừa qua khiến sức chiến đấu của ban thường vụ tỉnh ủy một số địa phương bị tê liệt hoàn toàn thậm chí có những địa phương bị dư luận đánh giá rằng ban thường vụ tỉnh ủy bị tội phạm tham nhũng khống chế điển hình là ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng và ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đại tướng tô lâm được dư luận cho rằng vì ông nhận được sự ủng hộ lớn từ tổng bí thư nguyễn phú trọng sự ủng hộ của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với đại tướng tô lâm được thể hiện ngay sau khi hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành trung đảng khóa 13. sau khi trung ương đảng nhất trí giới thiệu đại tướng tô lâm giữ chức vụ chủ tịch nước kết thúc đại hội tại phòng làm việc riêng của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian gặp gỡ chúc mừng và trao đổi công tác với đại tướng tô lâm và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước dư luận nhận định rằng cuộc gặp gỡ đầy thân mật này là một sự kiện chưa từng có tiền lệ thể hiện sự gửi gắm niềm tin của cá nhân tổng bí thư nguyễn phú trọng với đại tướng tô lâm tân chủ tịch nước và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước việt nam ta hiện nay sau sự ra đi đột ngột của bắc trọng nhân sự được dư luận đề cao nhiều nhất để kế nhiệm bắt trọng đó chính là chủ tịch nước tô lâm vậy tại sao chủ tịch nước tô lâm được dư luận đánh giá cao như vậy chủ tịch nước tô lâm đã giúp tổng bí thư nguyễn phú trọng hiện thực hóa mong ước cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm đưa công tác phòng chống tham nhũng trở nên thực chất chứ không chỉ là những lời hiệu triệu mang tính phong trào như các nhiệm kỳ tổng bí thư trước bên thành đó uy tín và sức ảnh hưởng chính trị của chủ tịch nước tô lâm được đánh giá đang ở mức độ đặc biệt cao, ông có khả năng cầm trịch và điều tiết công việc. Điều này là yêu cầu rất quan trọng đối với vai trò của Tổng Bí Thư. Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được bầu kế nhiệm chức danh Tổng Bí Thư. Điều này là kịch bản không hề bất ngờ đối với Việt Nam. Dựa vào những thông tin này, lợi dụng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những thay đổi nhân sự trong mấy tháng vừa qua, nhất là vào tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024, để kích động vào lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nếu những ai loáng thoáng nghe, thiếu suy xét, thì có thể ít nhiều hoang mang, dao động. Song về cơ bản, những điều đó do những thành phần chống phá nhà nước đưa ra và đã bị dư luận kết luận rằng đó là bệnh ngứa mồm chính trị bán tính. Nếu như thời phong kiến, át là bọn này đã bị cắp lưỡi lâu rồi. Những kẻ tâm thần chính trị chống phá đảng nhà nước ta đâu có biết những sai phạm mà một bộ phận cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao bị vào lò trong thời gian vừa qua là một tất yếu. Kính thưa quý vị, có thể khẳng định Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời ở tuổi 80 đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Vác đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng, mang tính sống còn là cuộc cánh mạc chống giặc nội sâm, loại bỏ sâu một của đảng. Vác cũng được nhớ đến do đã khởi xướng chủ thuyết ngoại giao cây tre và trở thành tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng của Mỹ. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận cả ở trong và ngoài nước, bác Trọng để lại di sản mang tính lịch sử là một người cộng sản kiên định, đặc biệt là tiếp tục phòng chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, phát huy những di sản và thành tiệu mà bác Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng vượt biên giới. Cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải có liên quan hay không? Thưa quý vị, ông cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, tội to tài đình, ngoài dùng bàn tay sắt chỉ đạo các cấp chính quyền cưỡng chế thu hồi đất, khiến hàng ngàn hộ dân không cửa nhà ở Thủ Thiêm. Ông còn vướng vào các đại án lớn như AIC, Vạn Thịnh Phát. Theo báo Nghệ An 24h.vn, vừa qua cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ trong đảng do có các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ án AIC, Vạn Thịnh Phát. Ông Hải sinh năm 1950, quê quán xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trình lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương. Ông Nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 10 năm 2015, tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010-2015. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41, mùng 6 đến mùng 7 tháng 5, 2024, ông Lê Thanh Hải đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể được coi là vụ án có những sai phạm kỷ lục trong lịch sử tố tụng của Việt Nam cho đến nay, với những vi phạm kéo dài hàng chục năm và một hệ thống ngân hàng hoạt động chỉ nhằm mục đích huy động vốn phục vụ cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với hàng ngàn công ty con, những sai phạm mang tính hệ thống đều được chỉ đạo điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của Vạn Thịnh Phát. Và trong số những bị can bị khởi tố điều tra trong vụ án này, phần lớn là thân tín là những người giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan, tổng cộng là 86 bị can. Và vụ án Vạn Thịnh Phát cũng xác lập những kỷ lục về số tiền sai phạm, số tiền nhận hối lộ, số tiền tham ô và kể cả số bị hại Bà Trương Mỹ Lan là người có vai trò cao nhất, đạo diễn việc rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, qua đó chiếm đoạt 498.000 tỷ đồng, số bị hại của vụ án này cũng lớn nhất trong lịch sử tố tụng với hơn 42.000 người. Vụ án ở công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41 cũng cho biết, ông Lê Thanh Hải và ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Án tại công ty AIC được viện kiểm soát kết luận là một minh họa điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích. Đó là sự cấu kết thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, Tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho nhà nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn và bị truy nã cũng bị khởi tố trong vụ án này. Bà Nhàn trước đó cũng bị khởi tố trong hàng loạt vụ án liên quan đến sai phạm đấu thầu ở các tỉnh thành khác. Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Nhàn trong quá trình điều hành công ty AIC đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng với lãnh đạo một số địa phương, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty quân xanh, thậm chí là hối lộ các quan chức lãnh đạo để đảm bảo AIC được trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, giáo dục, dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Trước đó vào năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố gây bức xúc trong xã hội sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị Thủ Thiêm chính là quyết định xé nát 160 ha đất tại định cư của người dân bị giải tỏa mà ông Lê Thanh Hải là người chịu trách nhiệm chính. Thông báo kết luận của thanh tra chính phủ về vụ việc này như sau: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu tái định cư 160 ha thuộc 5 phường đã được thủ tướng phê duyệt. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương tạm giao, thu hồi và giao đất cho 51 dự án với tổng diện tích 144,6 ha để đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng. Sau khi thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu tái định cư, hậu quả là thủ thiêm không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được thủ tướng chính phủ phê duyệt, dẫn đến làm phá vỡ quy hoạch được duyệt. Việc cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tùy tiện xé nát 160 ha đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo tái định cư phải sát hoặc liền kề khu trung tâm của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 367 đã gây bức xúc và phẫn nộ cho người dân bị giải tỏa vì phải hy sinh nhà đất để làm dự án mà không được hưởng bất kỳ lợi ích gì. Dự án mang lại như chủ trương nhân văn ban đầu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quyết định 367 Nghiêm trọng hơn, chủ trương của ông Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan của người dân ở các nơi khác như khu Nam Dạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi để phục vụ tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù không có quy định nào từ chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh làm việc này. Lật tẩy chiêu trò đả kích bôi nhọ của các thế lực thù địch sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất. Có những thời khắc sẽ đi vào lịch sử, có những khoảnh khắc sẽ chỉ còn tồn tại qua những tấm hình thước phim, có cả những điều khi đã đi qua vẫn sẽ còn động lại trong ký ức của rất nhiều người. Bởi khi một trái tim lớn ngừng đập có hàng triệu trái tim thổn thức hướng về, đã từng nghe rất nhiều lần câu đất nước mượn bà một bậc vĩ nhân và trả về một người chồng với trái tim đã ngừng đập. Và giờ đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát vô cùng to lớn của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong khi nhân dân cả nước kiều bào ta ở nước ngoài và nhiều quốc gia tổ chức trên thế giới dành sự tôn kính tiếc thương về sự ra đi của người đứng đầu đảng ta thì các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo. Giờ cho hội luận và những thủ đoạn xuyên tạc. Bài viết này được đăng trên báo Công an Nhân dân. Chúng tôi xin trích lại nguyên văn để bà con nhân dân thấu hiểu sự cố gắng và nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, lãnh đạo các cấp để không bị các thế lực xấu giật mũi, xuyên tạc đi tình hình với bản chất chống phá việt nam các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch phản động các phần tử cơ hội chính trị lại có những bài viết hình ảnh video phản cảm nhằm xuyên tạc phủ nhận những công hiến đóng góp của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc một trong số các tổ chức thường xuyên tung tin sai trái xuyên tạc là tổ chức phản động khủng bố việt tân trên trang mạng xã hội tổ chức này đưa ra lời lẽ lố bịch rằng đảng trưởng của một đảng độc tài dù có công cũng chỉ là có công với đảng của họ còn đối với đất nước thì có tội Trang này còn vu cáo rằng triều đại của ông Trọng đã phơi bày tình trạng đấu đá nội bộ gay gắt không quan tâm đến đời sống người dân, đưa ra luận điệu lố bịch xuyên tạc Tổng Bí Thư là người cuông tín chủ nghĩa mác-lênin kim kẹp sự phát triển của đất nước. Trên một số trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối đã đưa ra những bình luận hùa theo phủ nhận thành quả công cuộc phòng chống tham nhũng cũng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư, nói rằng công cuộc đốt lò thất bại hoàn toàn còn lại điều gì từ công cuộc củi lửa cụ U Tổng đi lò lửa tắt, nhiều kẻ theo đó man tàn. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 7 năm 2024, Việt Tân còn tổ chức ra cái gọi là diễn đàn ước mơ canh tân dưới dạng hội luận với chủ đề Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, tình hình Việt Nam sẽ diễn biến ra sao? Hội luận dưới sự chủ trì của Lý Thái Hùng và khách mời là các đối tượng bất mãn thù địch với Việt Nam như thành viên của cái gọi là Hội Anh Em Dân Chủ Nguyễn Văn Đài. Họ còn xảo biện rằng công cuộc đốt lò sẽ lụi tàn khi người đốt lò vĩ đại đã nằm xuống. Tất cả chỉ còn công cốc. Ngoài ra đối tượng Lê Quốc Quân cũng đăng tải bài viết Di sản Nguyễn Phú Trọng với tội dung xuyên tạc hạ bệ những thành tựu mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong nhiều năm qua, nhất là trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao. Thực tế cho thấy trước sự mất mát của một lãnh đạo được nhân dân quý trọng, một nhân cách lớn, sự tiếc thương về người bạn trí nghĩa trí tình được lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, thì các thế lực thù địch phản động càng thể hiện bộ mặt đớn hèn, đáng xấu hổ, phản văn hóa, Mục đích của các đối tượng nhằm bôi xấu kích động chia rẽ trong nội bộ, gây nên sự phân tâm trong các tầng lớp nhân dân về cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó tạo ra sự lo lắng về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết trong Đảng, nhà nước và nhân dân. Minh chứng khách quan và những đánh giá của các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cống hiến nỗ lực vì sự vững mạnh của Đảng, đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh với nền tảng tri thức cùng sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, quá trình đổi mới đất nước trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng nhà nước và nhân dân giao phó. Đặc biệt trong ba nhiệm kỳ Đại hội Đảng 11, 12, 13, Tổng Bí thư đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với công cuộc đổi mới đất nước, mang lại giá trị cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Trong những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, có thành quả công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực tế đã chứng minh trong công cuộc đốt lò do Tổng Bí Thư khởi xướng và chỉ đạo với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt, đã góp phần quan trọng làm cho đảng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo báo cáo do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố đầu năm 2023, Việt Nam là một trong sáu quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội về phòng chống tham nhũng, tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ và vùng lãnh thổ được khảo sát từ xếp thứ 87 năm 2021 lên thứ 77 năm 2022, tăng hơn 30 bậc trong 10 năm. Điều này cho thấy nỗ lực quyết tâm của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, không phải như luận điệu của các đối tượng xấu tuyên truyền rằng tổng bí thư ra đi lò cũng tắt, công cuộc đốt lò trở thành công cốc. Mà từ thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được Đảng ta đẩy mạnh như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, đẩy lùi vấn nạn này đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và là công việc chung của mọi tổ chức, mọi tầng lớp nhân dân, chứ không phải việc riêng của một vài người. Đồng điếu Văn đọc tại lễ truy điệu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước tô Lâm khẳng định: Chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ghi nhận những công lao cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí đảng nhà nước đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng phân thưởng cao quý nhất nhưng hơn hết đồng chí mãi mãi thuộc về tổ quốc và nhân dân vĩnh biệt đồng chí nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá nhân cách của đảng hiện thân của hòa bình thống nhất và tiến bộ toàn đảng toàn dân toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí khắc cốt ghi tâm lời căn dặn nếu là người hãy là người cộng sản hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên định con đường mà đảng bác hồ và các thế hệ đi trước trong đó có đồng chí đã lựa chọn không chỉ trên cương vị người đứng đầu đảng mà trong đời sống hàng ngày đồng chí nguyễn phú trọng luôn thể hiện phong cách lối sống giản dị mực thước thực sự gần gũi cởi mở ân tình với nhân dân nhân dân gọi người với cái tên triều mến bác trọng bác tổng bí thư không chỉ ở đời sống hiện thực mà trên các mạng xã hội vốn trước kia náo động ồn ào thì những ngày qua tất cả đều trầm lắng, rất nhiều tài khoản mạng xã hội thể hiện tình cảm bằng ảnh đại diện, ảnh bia bằng hình ảnh tổng bí thư, cơ rủ quốc tang màu đen trắng, cùng với đó là những bài viết, những kỷ niệm hay những đánh giá thể hiện góc nhìn về tài năng, đức độ của tổng bí thư, chia sẻ những bài viết xúc động từ các báo hay mạng xã hội khác trong hai ngày quốc tang tại ba điểm viếng theo quy định của ban tổ chức hàng vạn người không quản đường xá thời tiết đã trật tự xếp hàng trong đó rất nhiều người xếp hàng tới nửa đêm để chờ được vào viếng tổng bí thư hàng vạn người cũng đứng trật tự hai bên đường tiễn đoàn xe đưa linh cữu của tổng bí thư về nơi an táng tại nghĩa trang mai dịch hà nội những hình ảnh đó hiện thực đó đã nói lên tất cả về tình cảm sự tiếc thương của người dân dành cho người đứng đầu đảng ta như thế nào sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, các đảng chính trị trên thế giới đã gửi thư, điện, lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Sau lễ truy điệu, người dân rất quan tâm chia sẻ rất nhiều hình ảnh về phu nhân Tổng Bí thư, bà đã cố gắng kìm nén nỗi đau buồn, thầm lặng cảm ơn người đến viếng, bà chỉ khóc nghẹn ngào khi thắp nhang, khi chạm tay vào linh cữu phủ lá cờ Tổ quốc của chồng và khi giải những bông hoa vĩnh biệt lần cuối, còn suốt buổi tang lễ, bà chỉ âm thầm khiêm nhường đứng lùi lại phía sau, những người đang tiến hành các nghi thức như thể sợ làm vướng bận mọi người. Sau tang lễ, người dân cũng chia sẻ và cảm động về lời cảm tạ của ông Nguyễn Trọng Trường, con trai tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi anh chỉ gọi ông bằng hai từ thân thương nhất là bố và anh xưng hô với mọi người là cháu, chúng cháu chứ không hề đề cập một câu nào liên quan tới chức vụ của cha mình. Rõ ràng, cốt cách, đức độ, khiêm tốn và cư xử luôn đúng mực của người cha đã thấm sâu và nếp sống của gia đình ông. Của người con trai, ngay cả trong giờ phút tiễn biệt, đau thương nhất. Để khép lại câu chuyện, chú con xin gửi gắm bài thơ giản dị này tặng phu nhân Ngô Thị Mận. Một trong bí quyết thành công là trong sự nghiệp của ông có bà. Bên ông, bà rất thật thà không sân sau chẳng xa hoa như người. Chăm lo nhà cửa thế thôi, lễ nghi nào đấy thì tôi theo chồng. Đến khi thủ tục đã xong, thì tôi về lại chăm công việc nhà. Bà lo yên phận tại gia để ông gánh việc sơn hà nước non. Lòng bà thắm một màu son trong vai người vợ vẹn tròn thủy chung. Người đời ghi nhớ tên ông, nghĩa tình gia thế sẽ không quên bà. Tác giả, luật sư nguyễn minh tâm